Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra việc lấn sông Hàn làm dự án. Như Dân Trí đã đưa tin, gần đây, việc dự án bất động sản và bến du thuyền Marina Complex đang triển khai ở bờ đông sông Hàn Đà Nẵng, thể hiện một phần diện tích lấn sông khiến dư luận lo ngại việc triển khai thi công công trình của dự án sẽ ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên của sông và cảnh quan tự nhiên khu vực ven sông. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sau đó đã có công văn đề nghị các ban, ngành chức năng làm việc với chủ đầu tư dự án, yêu cầu tạm dừng thi công để kiểm tra, rà soát, đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các bộ, ngành trung ương về việc này. Trước ý kiến cử tri đề nghị Đà Nẵng cần thận trọng với các dự án lấn sông, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng mới đây cho biết thành phố sẽ không chỉ rà soát lại một dự án nói trên, mà sẽ rà soát lại tất cả các dự án ven sông Hàn, chủ trương đánh giá cả tác động môi trường và cảnh quan tự nhiên, cân nhắc, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới phát triển Đà Nẵng bền vững. Chủ trì buổi họp báo quý 1 âm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố trong tuần qua, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, dự kiến trong khoảng từ ngày 3 mùng 7 tháng 5 tới, các ban, ngành chức năng liên quan của thành phố sẽ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự án lấn sông. Tâm An, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.